Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đức Giang Tester. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhanh về kiểm thử hộp đen thông qua video ngắn này nhé. Kiểm thử hộp đen là một phương pháp kiểm thử phần mềm. Trong đó, người tester sẽ thực hiện việc kiểm thử hoàn toàn thông qua giao diện của phần mềm, không cần quan tâm xem cấu trúc của chương trình hoạt động ra sao. Chúng ta tưởng tượng toàn bộ hệ thống phần mềm giống như một chiếc hộp màu đen và chúng ta không thể nhìn thấy bên trong. Một ví dụ đơn giản để chúng ta dễ hình dung hơn. Ví dụ khi ta test chức năng đăng nhập thành công, input của ta có username và password đúng, nhưng khi nhấn đăng nhập thì hệ thống lại không đăng nhập được. Vậy ta có thể kết luận rằng đó là một lỗi mà không cần quan tâm xem dữ liệu của hệ thống được xử lý ra sao. Tóm lại, kiểm thử hộp đen còn có thể hiểu là việc kiểm thử như một end user, không cần biết kiến thức về kỹ thuật, chỉ cần nắm được logic nghiệp vụ của hệ thống là có thể thực hiện được.